Chiều nay ngày 15 tháng 6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Dự cuộc họp có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Thường trực Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, tính đến ngày 15 tháng 6, tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2023 là gần 6.200 tỷ đồng. Số vốn đã phân bổ chi tiết trên 5.100 tỷ đồng, bằng 82,7%. Số vốn chưa phân bổ chi tiết trên 1.000 tỷ đồng, bằng 17,3% kế hoạch. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 12 tháng 6 năm 2023 đạt trên 990 tỷ đồng, bằng 16,06% kế hoạch. Nhiều khó khăn vướng mắc đã được chỉ ra, đó là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm, nhiều dự án bị khan hiếm vật liệu và điều chỉnh dự án, nhiều dự án xã hội hóa chưa thu hút được nguồn vốn. Nguyên nhân cũng đã được chỉ ra, một số chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, kết quả giải ngân chậm được cải thiện, việc chuẩn bị đầu tư chưa được ra soát, chuẩn bị kỹ lưỡng dẫn tới trùng tuyến, trùng địa điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị còn hạn chế, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư cần tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện theo kế hoạch giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đã cam kết. Các ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn về mỏ đá phục vụ thi công, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao vai trò của người đứng đầu các địa phương trong thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn quản lý. Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong quản lý, thực hiện các dự án được giao, chủ động đề xuất các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai kế hoạch đầu tư công.